xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 15 km. Tại đây, mô hình chăn nuôi bò sữa không còn xa lạ với nhiều hộ nông dân. Trong đó có gia đình của chị Lê Thị Mỹ Lệ đã áp dụng thành công mô hình này. Trang trại chăn nuôi của chị Lệ với 40 con bò sữa hàng năm đã cung cấp ra thị trường một lượng sữa lớn. Trước đây, công việc chăn nuôi của chị Lệ còn gặp nhiều khó khăn do chi phí thức ăn cao, không cung cấp đủ dinh dưỡng cho đàn bò nên chất lượng sữa kém. Bên cạnh đó, tốn nhiều công sức và thời gian chăm sóc. Nhiều khi mình ngồi mình chặt cỏ này kia thì nó cũng tối gì cũng đau lưng này kia. Tôi thấy từ khi có cái máy này tới giờ thì công việc cho bò ăn thì nó đỡ mất thời gian hơn. Ví dụ như thường thường là mỗi ngày là không có cái máy này, tôi cho ăn là cỡ khoảng mất 3 tiếng đi. Thì giờ có cái máy này thì tôi mất cỡ khoảng 1 tiếng thôi. Đó, thì trong 2 tiếng đó tôi còn làm được công việc. Máy bơm nghiền đa năng 3A 2,2 kW kiểu phiển tròn là sản phẩm duy nhất trên thị trường có tích hợp 3 tính năng: bơm nhỏ, nghiền nát nhuyễn và nghiền bột. Với tính năng bơm nhỏ, nguyên liệu mà máy có thể xử lý được bao gồm cỏ vôi, cây bắp, rơm rạ. Sản phẩm đầu ra có độ dài từ 1 đến 5 cm, tùy vào mục đích sử dụng mà bà con có thể cho vật nuôi ăn trực tiếp hoặc ủ chua làm thức ăn dự trữ. Cụ thể, vào những mùa vụ, các loại nguyên liệu được thu hoạch hàng loạt với số lượng lớn, vì vậy đàn vật nuôi không thể ăn hết. Việc băm nhỏ nguyên liệu sẽ giúp bà con dễ dàng bảo quản thức ăn trong vòng 4 đến 5 tháng. Với tính năng xay bột khô, máy có khả năng xay được các loại ngũ cốc như bắp, gạo, đậu nành, lúa, giỏ đậu hay cá khô từ dạng thô sang dạng tinh bột. Bà con sẽ thuận tiện hơn trong việc ủ men, ép cám viên hay trộn với các nguyên liệu làm thành thức ăn tổng hợp. Với tính năng xay, nát nhuyễn, máy chủ yếu được dùng để xay nát thân cây chuối, bèo, rau cỏ ốc, cua, cá. Mỗi giờ máy xay được 200 kg. Đây là phương pháp hỗ trợ bà con tận dụng các nguồn thức ăn xanh, phụ phẩm nông nghiệp có sẵn tại địa phương, vừa đỡ tốn thời gian, vừa đảm bảo nguồn vitamin không bị mất đi trong quá trình đun nấu. Về thành phần cấu tạo của máy gồm có phiểu nạp nguyên liệu, thùng băm, bên trong là có bộ dao, cửa thoát nguyên liệu, mặt sàn, phía dưới là motor và cuối cùng là bộ chân của máy. Máy sử dụng ở nguồn điện 220V, motor là 2,2 kW và vòng tua là 2850 vòng trên 1 phút. Về cái chiếc máy băm nghiền đa năng 3A 2,2 kW dạng phiểu tròn thì đã được cải tiến nhiều cái bộ phận. Đối với cái phiểu thì cái phần dư hầu như không còn nữa, nằm trong cái thùng băm. Nó giúp cho cái việc mà vận hành máy hoặc là băm xay các nguyên liệu thì chống bị tắc nghẽn. Hoặc là khi sử dụng máy xong thì những cái nguyên liệu cũng như là sản phẩm là ít còn đọng lại ở trong thùng, cho nên là rút ngắn được cái thời gian làm vệ sinh. Và đối với cái thùng băm thì được thiết kế trở lại là cái thùng băm ngắn hơn, do đó cái số lần của nguyên liệu tiếp xúc với dao thì được nhiều lần hơn, do đó mà cái năng suất cũng là vượt trội hơn với cái thế hệ trước. Và đối với cái bộ dao thì gồm có 3 dao, một là dao trên và 2 dao dưới vuông góc với nhau, và cái bộ dao thì về phần lưỡi nó cũng dài hơn cho nên nó cũng đẩy nhanh được cái năng suất. Nói chung là cái máy này gia đình xài thì từ khi mà xài tới giờ thì nó đỡ mất thời gian của mình hơn. Cái máy này nó rất đơn giản, chỉ có cắm điện vô thì nói chung là đường ông đường bà gì làm cũng được. Nói chung là cái máy nó rất dễ sử dụng. Còn cái máy này chỉ cần ví dụ như đi mình không xài ống thì mình bật cái dao lên, chỉ nước mình đổ ở đây thì nó cũng ra sạch trơn rồi. Đơn giản thôi. Và chương trình của chúng tôi thì cũng đến hồi sắp kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau. Phương pháp đặt hàng hãy gọi đến số điện thoại 02422-050505 ở khu vực miền Bắc và 098-493-0099 ở khu vực miền Nam để được tư vấn và đặt hàng thuận tiện. Phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Chúng tôi sẽ vận chuyển hàng miễn phí tại các bến xe trong bán kính 15 km tính từ kho hàng.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có những sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất và dịch vụ sau bán hàng chu đáo nhất. 3A, điểm tựa thành công.